Rồi, chào mừng các bạn. Chúng ta tiếp tục trở lại kênh Mr. Long Learn Last Learn. Chúng ta đến với tiếp tục cái phần looking back của cái nội dung ôn luyện lại của Unit 2 của tiếng Anh lớp 7 sách giáo khoa mới của chúng ta. Và phần này chúng ta trong video này chúng ta sẽ đến với bài tập số 3 cũng như là bài tập số 3. Nếu mà còn thời gian thì chúng ta sẽ quay bài tập số 4 luôn liên quan đến phần ngữ pháp các bạn ha. Rồi, vậy thì phần ngữ pháp của chúng ta cực grammar này, bài tập số 3 người ta đề nghị làm gì nào? Complete the health tips below with more or less. Vậy thì bài tập số 3 này rất là đơn giản các bạn. Trong video này thầy sẽ quay trong hai bài tập luôn, 3 và 4 luôn cho các bạn nha. Rồi, thì hoàn thành cái những cái mánh khóe sức khỏe, lời khuyên thủ thuật này, những cái chỉ dẫn, những cái mánh khóe giống như những cái thủ thuật để chúng ta tốt cho sức khỏe đó. Ở bên dưới dùng từ more là nhiều hoặc là dùng từ less là ít các bạn nha. Ví dụ như câu 1 này, eat junk food, it makes you fat. Ăn như thế nào đối với đồ ăn vặt nó sẽ làm cho bạn mập các bạn? Trong trường hợp này là như thế nào các bạn? Ăn ít thôi nó làm cho bạn mập đó, nếu ăn nhiều nó sẽ làm bạn mập đó. Vậy thì chỗ này, đây là một cái thủ thuật để tốt cho sức khỏe này, thì phải ăn ít cái đồ ăn vặt này, less, đó nào, đó, eat less junk food, and because, nếu chỗ này ghi because càng hay, it makes you fat, ok, eat less junk food. Rồi câu 2, wash your hands, you will have less chance of catching flu. Rửa tay của bạn như thế nào các bạn? Wash your hands more. Đó, thầy ghi vô là thầy giải thích cho các bạn. Wash your hands more, you will have less chance of catching flu. Rửa cái tay của bạn nhiều, bạn sẽ có ít cơ hội để bị cảm cúm. Có nghĩa bạn sẽ ít gặp cảm cúm đó. Các bạn nhớ cái cụm từ này rất là hay này, will have less chance of catching flu. Will have less chance of catching flu là ít gặp cảm cúm, ít bị cảm cúm á. Vậy thì còn trọn vẹn một câu nói này các bạn phải nói, wash your hands more, you will have less chance of catching flu. Ok, các bạn, sleep như nào? Sleep, but try to wake up at the usual time, even at weekends. Ngủ như thế nào nhưng cố gắng là thức dậy cùng cái thời gian như thường ngày đó, thậm chí là vào những ngày cuối tuần. Có nghĩa là mình cứ ngủ nhiều, đủ giấc nhiều nhưng dậy cùng cái thời gian đó các bạn. Ví dụ mỗi ngày cứ 5 giờ rưỡi dậy thì cứ 5 giờ rưỡi chúng ta dậy, chứ chúng ta đừng có ngủ nướng quá thì nó không tốt. Ý là vậy các bạn ha. Vậy thì chỗ này phải là sleep more, ngủ nhiều đúng không? Ngủ nhiều nó tốt cho sức khỏe, đừng quá nhiều là được. Sleep more, but try to wake up at the usual time, even at weekends. Sleep more, but try to keep up at the usual time, even at weekend. Ok, câu số 4 các bạn. Go outside if các bạn, you do need to go outside where the sun hot. Vậy thì chắc chắn chỗ này phải less rồi. Vì sao? Anh ra bên ngoài ít thôi, ra ngoài trời ít thôi. Nếu ra ngoài trời ít thôi, nếu bạn cần đi ra ngoài á thì hãy đổi cái nón vào, đổi nón chống nắng vào. Rồi, go outside less if you need to go outside where the sun hot. If you do need to go outside where the sun hot. Ok, câu số 5. Watch cái gì mà television, look at the screen for too long hurts your eyes. Hãy xem TV ít thôi. Less. Watch less television, look at the screen for too long hurts your eyes. Xem TV ít thôi, nhìn vào màn hình quá lâu sẽ làm đau đôi mắt của bạn đó.
watch less TV hay là watch less television. Television, xin lỗi các bạn. Watch less television. Look at the screen for too long hurts your eyes. Ok, câu cuối cùng của bài tập số 3. Do exercise and you will feel fitter and healthier. À, tập luyện thể thao nhiều hơn và bạn sẽ cảm thấy cân đối hơn và khỏe mạnh hơn. Cân đối hơn và khỏe mạnh hơn. Vậy thì chắc chắn rồi, chỗ này phải là more. Do more exercise and you will feel fitter and healthier. Đố nào? Do more exercise and you will feel fitter and healthier. Rồi, như vậy là bài tập số 3 của phần ngữ pháp chúng ta đã làm xong rồi. Bây giờ chúng ta đến bài tập số 4 phần ngữ pháp. Bài tập 4 phần ngữ pháp thì rất là đơn giản thôi. Đây. Thì không phải đơn giản, đối với thầy đơn giản, nhưng đối với các bạn thì các bạn chịu khó một xíu, bạn thông là các bạn hình dung rồi nha. Người ta đề nghị mình là vẽ một cái dòng á, liên kết một cái dòng đó các bạn. Vẽ một con dòng để liên kết này, vẽ một dòng để liên kết những câu và một cái liên từ này các bạn, liên từ này các bạn, một cái liên từ kết hợp đó, một cái liên từ kết hợp để tạo thành những cái câu có nghĩa. Đây là những cái liên từ kết hợp mà chúng ta đã được học rất là nhiều rồi đúng không nào? Đó, những cái liên từ kết hợp so là vậy nè, vì vậy nè, but là nhưng nè, or là hoặc nè, and là quà nè, and là quà nè, những cái này chúng ta đã học rất nhiều rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta liên kết như nào? Chúng ta dùng những cái liên từ kết hợp này. Được các bạn, coordinator này là những cái liên từ kết hợp này để chúng ta viết thành câu. Đây. I want to eat some junk food. I want to eat some junk food. Rồi sao nữa? Này, I'm putting on weight. Vậy thì chỗ này ta liên kết được không? Liên kết với liên từ nào thì hay các bạn? Vậy thì chỗ này các bạn chỉ cần liên kết với từ but. Đây, từ này, từ này các bạn nha. Liên kết qua cái từ but này. Rồi từ but này sao? Liên kết qua câu này. Đó, viết thành một câu trọn vẹn này. Các bạn nghe ra nha. I want to eat some junk food, but I'm putting on weight. Tôi muốn ăn một ít đồ ăn vặt, đồ ăn không tốt cho sức khỏe, nhưng tôi thì đang lên tăng ký, tôi sợ lắm, tôi không dám ăn nữa. Ý tôi muốn nhưng mà tôi đang lên ký cho nên tôi rất là sợ. Rồi, đó là câu thứ nhất ta liên kết với từ but. Câu thứ hai. I don't want to be tired tomorrow. Tôi không muốn mệt vào ngày mai. Tôi không muốn mệt vào ngày mai. So gì các bạn? So I should go to bed early. Đây. So I should go to bed early. Tôi không muốn mệt vào ngày mai. Vì vậy tôi nên đi ngủ sớm. Đây. Liên kết với từ so. Rồi từ so liên kết với I should. Đúng nào? Rồi viết thành câu là I don't want to be tired tomorrow. So I should go to bed early. Ok, tôi không muốn mệt vào ngày mai, vì vậy tôi nên đi ngủ sớm. Quá dễ đúng không nào? Câu số 3. I have a temperature and I feel tired. Đây. Liên kết vào cái từ and và liên kết vào câu này luôn. Đây, mình đọc trọn vẹn các bạn nè. I have a temperature and I feel tired. Tôi bị sốt này, tôi bị nhiệt độ cao này. Đó, tôi bị nhiệt độ cao sốt đó. Và tôi cảm thấy mệt. Đó, nhiệt độ cao và cảm thấy mệt, đúng không nào? Rồi, vậy thì câu cuối cùng rất dễ. I can exercise every morning. I, gì các bạn? Can cycle to school. Ta chỉ còn một từ này để liên kết thôi. Từ or, đúng không nào? Câu cuối cùng này, or. Và từ O này ta đưa lên trên này luôn. Đó. I can exercise every morning or I can cycle to school. Tôi có thể đạp xe mỗi buổi sáng. Tôi có thể, xin lỗi các bạn, tôi có thể tập thể dục mỗi buổi sáng. Tôi có thể tập thể dục mỗi buổi sáng. Hoặc tôi có thể đạp xe đến trường.
Đó, bạn thấy không? Rồi, như vậy là bài tập số 3 và bài tập số 4 của phần Looking Back liên quan đến phần ngữ pháp của chúng ta cũng đã kết thúc. Và hy vọng các bạn thấy video này tốt cho các bạn, và các bạn tiếp tục nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh. Chia sẻ kênh của chúng ta, nhấn đăng ký kênh để các bạn tiếp tục học tiếp theo ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn các bạn video tiếp theo ở phần Communication, là phần giao tiếp đó các bạn ha. Rồi, chào các bạn.